Hai dòng khác xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, phụ nữ tuổi trung niên đi qua bao sóng gió của cuộc đời thì mới nhận ra, thực sự thì bình yên mới là điều quan trọng nhất của một kiếp người. Và bước tới tuổi này thì họ cần hiểu rằng bình yên là nằm trong chính nội tâm của mình. Vì thế mà đã ở độ tuổi này thì đừng nên quan tâm đến miệng lưỡi thế gian và phải luôn bàng quan trước mọi khen chê, tị nạnh của người đời. Cổ nhân có một câu rằng, tứ thập nhi bất hoặc, nghĩa là con người ta từ 40 tuổi trở lên sẽ chẳng còn ngây thơ để bị đánh lừa, chẳng có gì có thể mê hoặc được nữa. Phụ nữ trung niên muốn sống sung sướng thì cần phải làm được 7 điều sau đây. Cụ thể là gì? Mời quý vị cùng tham khảo. Phụ nữ trung niên cần phải biết 7 điều này thì đời mới sướng được. Thứ nhất, biết mặc kệ thiên hạ. Phụ nữ tuổi trung niên từng trải và dày dặn kinh nghiệm sống. Có thể bạn không đẹp rực rỡ, kiêu kỳ như những cô gái 18. Nhưng bù lại, ở độ tuổi này, bạn lại có vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà. Trước những chuyện thị phi ở đời, phụ nữ tuổi này không còn quá bận tâm, quá muộn phiền như khi còn trẻ. Bởi bạn hiểu rằng cuộc đời này thực sự quá rộng lớn mà lòng người lại quá đa đoan. Chúng ta chẳng thể sống làm vừa lòng hết cả thiên hạ. Chỉ cần sống tốt cho mình, sống tốt cho chồng con, còn lại những chuyện khen chê ở đời, quan tâm cũng chẳng để được gì. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, con người cũng chẳng ai giống nhau. Suy nghĩ của bạn dù có đúng đắn, hợp tình, hợp lý thế nào cũng chưa chắc đã giống với người khác. Nếu phát hiện họ suy nghĩ không giống bạn, dù là sai lệch, cũng không cần tốn công tranh cãi hay buộc họ phải thay đổi. Mỗi người sẽ có một con đường phải đi. Để nhìn thấu đúng sai trước mắt, có thể họ vẫn chưa đi đủ để biết mình sai. Và bạn cũng chỉ cần nhìn thẳng, bước tiếp với những gì đã trải nghiệm để biết mình đúng. Thứ hai, biết sống vì mình. Tuổi 40 trở đi có lẽ là giai đoạn bình yên nhất của đời người phụ nữ. Bình yên ngắm nhìn những đứa con lớn khôn, ngắm những thị phi rối ren rồi nở nụ cười nhẹ nhàng đón nhận. Ở độ tuổi này, bạn có thể sở hữu khối tài sản riêng, nắm trong tay nhiều thành tựu đáng nể, và đặc biệt là biết cách chăm sóc bản thân mình hơn xưa. Không sống vì ai, chỉ sống vì mình. Phụ nữ tuổi trung niên phải biết cho mình những thứ đắt đỏ mà thời trẻ chỉ dám ao ước. Thứ ba, biết buông bỏ. Cho dù ngày xưa, người đàn ông đó còn nói yêu bạn bao nhiêu, hứa hẹn với bạn đủ điều, nhưng nếu một ngày vị trí của bạn trong lòng họ đã chẳng còn là duy nhất, thì tốt nhất hãy rời bỏ. Bởi vì chẳng có ai thật lòng mà cứ để người mình yêu phải đợi chờ trông ngóng. Chẳng có ai thật tâm mà cứ để người mình yêu phải thất vọng và buồn tủi. Đàn ông trên đời không thiếu. Nếu chẳng yêu được người đàng hoàng hay xứng đáng thì cứ buông. Thứ tư, gia đình là trên hết. Phụ nữ tuổi trung niên hiểu rằng đằng sau mọi hào nhoáng, phù phiếm, ắt hẳn phải có đánh đổi. Một cô gái 20 hay 30 tuổi sẽ thầm ghen tị với bạn bè, khoe chồng giàu, xe sang, nhà đẹp. Nhưng phụ nữ tuổi trung niên cần biết, với phụ nữ, tài sản quý giá nhất chính là cái tâm của một người chồng và cuộc sống hạnh phúc đủ đầy cho con. Hơn thế nữa, bình yên là khi người phụ nữ rời công sở trở về nhà và biết rằng một mái ấm đang đợi mình. Bình yên là khi bạn nhìn ngắm những đứa con của mình lớn lên vui vẻ, hạnh phúc. Kỳ quan của một người phụ nữ chính là hình ảnh chồng mình vui đùa, thương yêu các con hết mực. Bình yên là khi cuộc đời ngoài kia quá nhiều cạm bẫy, nhiều lọc lừa, nhưng lúc nào cũng có một người đàn ông thương yêu mình hơn tất thảy. Thứ năm, biết coi trọng người bên mình. Phụ nữ càng trẻ càng thích những cuộc chơi và thích có nhiều bạn. Nhưng phụ nữ tuổi trung niên không cần nhiều bạn, chỉ cần những người tâm giao. Có thể không gặp gỡ thường xuyên, không hẹn hò cà phê nhiều lần, nhưng mỗi lần gặp biến cố, khó khăn thì luôn tin tưởng để giải bày. Thiên hạ rộng lớn, chỉ cần một vài người hiểu, đó cũng là điều chân quý ở cuộc đời này. Phụ nữ ở tuổi này thừa hiểu rằng có những người không cần phải để mắt tới. Đó là người không chân thành với mình, chỉ đối đãi bằng giả tạo, dối lừa, cũng không cần tức giận hay oán giận họ.
Con người sống ở đời, cho đi thì sẽ nhận đó. Nếu thứ mình nhận không phải là điều tốt đẹp, cũng đừng giải cho đi thứ tương tự. Cuộc đời này sòng phẳng nhất chính là nhân quả. Thứ sáu, dũng cảm và mạnh mẽ. Phụ nữ tuổi trung niên đừng tự làm mình đau sau những lần vấp ngã, bởi hết bão giông chắc chắn sẽ chạm tới yên bình. Đừng quá vọng tưởng về người đàn ông mình đang yêu thương, và cũng đừng lo nghĩ sau chia tay hạnh phúc sẽ tắt đường. Nên nhớ, đàn bà càng can trường và mạnh mẽ thì tự khắc lòng sẽ rực rỡ và an yên. Thứ bảy, đủ tinh tế và sâu sắc. Khi còn ở độ tuổi 20-30, phụ nữ thường nghĩ khi mắc sai lầm sẽ dễ sửa chữa. Bạn bè không tốt có thể không qua lại, lựa chọn sai công việc có thể thay đổi, lấy nhầm chồng có thể ly hôn. Nhưng họ lại không biết rằng những vết thương ấy sẽ theo đến cuối đời. Ngược lại, phụ nữ tuổi trung niên từ 40 tuổi đổ ra đã từng trải và hiểu rằng phải quý trọng tuổi trẻ, cuộc đời của mình. Đàn bà ở cái tuổi này luôn nỗ lực để kiếm tiền, có một công việc ổn định để có thể tự lo cho bản thân, có trách nhiệm với con cái. Với họ, dù yêu thương người đàn ông ấy sâu đậm đến mức nào thì cũng luôn tỉnh táo, vì bạn biết chỉ có tình yêu thì không đủ để tạo nên hạnh phúc. Đó chính là sự hiểu biết sâu sắc mà đàn bà 20-30 tuổi dù muốn cũng không thể nào có được. Quý vị và các bạn thân mến, bước qua giai đoạn thanh niên, tuổi trung niên là giai đoạn mỗi người đều đối diện với nhiều thay đổi về hình thức, sức khỏe, tâm lý. Giai đoạn này, nhiều người dễ mắc những sai lầm cần tránh. Điển hình như, thứ nhất, đối với đàn ông, họ trở nên lười chăm sóc bản thân. Việc lười vận động khiến cơ thể người đàn ông trung niên bắt đầu mất đi sự cân đối. Bụng và hông phình to, cơ bắp giảm dần đi. Để hạn chế điều này, nên dành thời gian rèn luyện thể lực bằng các môn thể dục thể thao phù hợp, giúp chống lão hóa cơ thể và tâm trí. Đi qua tuổi 20-30, độ tuổi trung niên là giai đoạn mỗi người đều đã thấm nhuần những bài học thực tế của đời sống, hiểu rõ đâu là đúng, là sai, từ đó có hành xử đúng mực, trở thành tấm gương cho người trẻ khác trong gia đình và ngoài xã hội. Nhiều người dù đã ở tuổi trung niên nhưng không ý thức được việc con cái nhìn vào mình để tu luyện nội tâm, sống cho đúng mực. Đây thực sự là một sai lầm lớn vì nó có thể ảnh hưởng đến chính họ và con cái. Và điều dễ mắc phải nhất của đàn ông trung niên đó là họ vẫn mải mê theo đuổi sự nghiệp, công danh như thời còn trẻ mà quên mất việc chăm lo cho gia đình của mình. Người tuổi trung niên đã đi qua một hành trình dài trong sự nghiệp. Đây là lúc mà dù công việc bận rộn thế nào cũng nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, đặc biệt là người già trong nhà. Đừng quên rằng bạn đối xử với bố mẹ mình thế nào, mai sau con của bạn sẽ đối xử với bạn như vậy. Với vợ con, cần là một bờ vai vững chãi, cho người vợ và đứa con một chỗ dựa an toàn. Đàn ông trung niên cũng sẽ phải trải qua một ngưỡng thay đổi tâm lý mà người ta hay gọi là hồi xuân. Họ dễ mơ tưởng về các cô gái trẻ đẹp đầy năng lượng. Tuy nhiên, khoảng cách về tuổi tác, thế hệ, lối suy nghĩ là những rào cản lớn trong thực tế mà người đàn ông trung niên sẽ phải đối diện sau những tình cảm ban đầu. Vì thế, không nên chạy theo những tình cảm nhất thời để rồi đánh mất những gì quý giá mà mình phải dành cả tuổi trẻ để gây dựng. Thứ hai, đối với phụ nữ bước vào tuổi trung niên cũng là khi con cái đã dần trưởng thành, cuộc sống dần ổn định. Tuy nhiên, so với phái mạnh, phụ nữ bước vào giai đoạn này nhiều lo lắng, bối rối hơn. Đây có thể ví như thời kỳ chuyển tiếp nhạy cảm và quan trọng nhất của đời họ. Chính vì vậy mà họ đôi lúc sẽ mắc phải những sai lầm như việc chưa thật sự biết cách ăn mặc, trang điểm cho hợp lý, phù hợp với độ tuổi và phong thái của bản thân. Nhiều người dù bước vào tuổi trung niên vẫn ăn mặc như thời con gái. Ngay cả khi vóc dáng, bạn ấy vẫn còn có tỷ lệ đẹp, thay đổi phong cách ăn mặc cho hợp tuổi là điều nên làm nếu bạn không muốn nhận được những đánh giá tiêu cực. Không ít phụ nữ hốt hoảng vì dấu thời gian trên gương mặt mà lạm dụng hóa mỹ phẩm gây phản cảm. Mỹ phẩm ít hay nhiều đều không có lợi cho làn da của bạn. Tốt nhất là nên bổ sung độ ẩm cho da, sử dụng các sản phẩm chăm sóc da phù hợp để giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.
Làn da khỏe cũng sẽ giúp bạn trông trẻ hơn, tuổi thực. Điều này quan trọng hơn là việc đánh lớp phấn dày để che giấu nếp nhăn. Cũng như đàn ông tuổi trung niên, phụ nữ ở tuổi này cũng bắt đầu lười chăm chút cho hình thức. Họ lười tập luyện và vận động khiến cơ thể yếu đi, bệnh tật xuất hiện. Nên chọn lựa những môn thích hợp như yoga, đi bộ để rèn luyện thể chất, đồng thời ngủ đủ giấc cho cơ thể khỏe mạnh. Vốn dĩ, ai cũng nghĩ rằng thời thanh xuân là mốc son chói lọi nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Vậy nên, phụ nữ cũng không ngoại lệ. Họ thường không ngừng so sánh và tiếc nuối quá khứ. Họ nhìn lại hình ảnh của mình nhiều năm trước và cảm thấy buồn phiền khi tuổi tác làm họ thay đổi. Họ cũng tự ti khi so sánh mình với các cô gái đang tuổi xuân phơi phới. Bạn quên mất rằng mỗi độ tuổi lại có cái hay riêng. Tuổi trẻ có sức sống thanh xuân, tuổi trung niên có sự lắng đọng từng trải. Phụ nữ tuổi trung niên không còn là cô gái đôi mươi mơ mộng, cần tỉnh táo làm chủ của hôn nhân của mình thay vì nghĩ về một mối quan hệ mới mẻ. Phụ nữ trung niên có thể hào sảng nhưng đừng quá hào phóng, lãng mạn nhưng đừng lãng đãng.